Thi thể bé Hạo Nam được đưa ra khỏi trụ bê tông sau 21 ngày mắc kẹt. Trao đổi với phóng viên Dân Trí lúc 2 giờ 25 phút ngày 20 tháng 1, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết, lực lượng cứu nạn vừa đưa được thi thể cháu Thái Lý Hạo Nam ra khỏi ống trụ bê tông sau 21 ngày mắc kẹt bên trong. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, được sự giúp đỡ của các chuyên gia công tác cứu hộ, bé Hạo Nam đã được lực lượng chức năng địa phương hoàn thành đưa lên. Bé được đưa lên mặt đất lúc 1 giờ 20 ngày 20 tháng 1. Thi thể bé được lực lượng cứu hộ đưa lên nguyên vẹn. Sau khi hoàn thành thủ tục khâm liệm, bé Nam được đưa về an táng theo nguyện vọng của gia đình. Về nguyên nhân tử vong, ông Bửu nói, theo kết quả điều tra và pháp y tại hiện trường, cơ quan chức năng nhận định sơ bộ ban đầu, bé bị đa chấn thương do va chạm với thành vách cứng, rơi vào môi trường nước dẫn đến tử vong. Theo lãnh đạo địa phương, đây là sự việc đáng tiếc, rất hy hữu. Về trách nhiệm của các bên liên quan, thực hiện quy trình pháp luật, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ đề nghị cơ quan chức năng thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của mình. Đại diện gia đình cho biết, bé Hạo Nam được an táng ở phần đất sau nhà.